Ok, chào chào tất cả mọi người nhá. Anh em lại ngày hôm qua là mình nghỉ một hôm để lấy sức. Thì hôm nay lại tiếp tục lên đây để giao lưu với tất cả mọi người trên này. Ai ở trên này anh em lại chào nhau một tiếng nhá. Đứng sau đây là mình vừa mới về một số xe. À đây, ông anh đây xe Future. Đây ông anh Quảng Ngãi đây, vào đây để cho xe Future Quảng Ngãi này. Đây có xe Future mới về này, UEA 100 mới về này, Exciter này, SH mới về này. Ai à? Chưa nhập kịp đâu, anh xem cái mùng 7 nhá. Ok, rồi rồi, anh yêu anh Quảng Ngãi, anh Hoàng Quảng Ngãi. Ok, anh cứ tắt xe đây, em bán cho anh Hoàng luôn. Ok. Nhưng khả năng anh lùi lùi xe đây một tí cho anh Hoàng nhá. Thôi rồi, anh chụp tắt đi, em tắt, em cài mic cho anh Hoàng. Thôi ok mà. Anh cứ nói chuyện đi, em bán luôn cái xe này cho anh. Anh nó bị cháy xô bê đây. Vâng. Trời ơi. Future này là anh em Việt Nam rất là thích. Đây là anh Hoàng nha, anh ở Quảng Ngãi. Anh ra ngoài chợ xe máy này anh nhập xe. Ok, anh có thể cài mic cho anh nói chuyện cho thoải mái. Anh mơ thì em bán luôn cho anh trên live được không sao đâu. Ok nhá. Anh nói chuyện đi. Anh Hoàng chào mọi người đi cái. Em đúng lúc anh Hoàng có mặt đấy. Này. Bye là anh. Ấy máy nổ rồi. Êm không? Xe vừa về nhá, đây là có một anh ở trong Quảng Ngãi anh ra. Chào Tuyết Lạnh nhá, Tuyết Lạnh về đêm. Cù Huy Đông, ok. Chào Công Nguyên nhá. Chào Nguyễn Tuấn. Chào Cụ Nguyễn, chào Việt Ánh nhá. À, Cù Huy Đông, chào ông chủ to. Bố trẻ con, chào bố trẻ con. Bùi Tiến, chào Bùi Tiến nhá. Nguyễn về đêm, ok. Bố trẻ con giờ ít không ạ? Bố trẻ con ơi, có giờ ít nhá, nhiều là khác. Hoài Nam, chú đẹp dài có người yêu chưa? À, chú hôm nay chú có 4224 nhá, có 24 tuổi. À, cũng xin lỗi mọi người, đây anh Hoàng này đang xem một chiếc xe Future. Đấy, xe này ở trong miền Nam anh em là cứ thấy là xà vào tải cho. Ai cứ thích là xà vào. Con này vâng. Con này bao nhiêu tiền với em? Con này em để cho anh Hoàng 10 triệu được không? Không được. Rồi anh Hoàng, đấy em cứ đưa ra giá. Đấy, máy, máy được không anh? Máy thì được, mà nó nhòn giữa nó vỡ. Rồi, em vừa mới mua xong ấy. Chủ có chính chủ không? Chuẩn luôn, hồ sơ chính chủ luôn, lo gì. Chuẩn luôn. Tâm chính chủ rồi em. Con này... anh đổi xe SH, anh mua lại. Đổi SH đúng không? Anh mua lại. Không có ô tô. Không có ô tô. Đấy, anh có lấy được không? Được, nhưng mà cái giá... Rồi ok, anh trả bao nhiêu đây? Em chốt luôn trên này cho anh này. Đây cũng một anh đội ngũ Quảng Ngãi. Đảo Lý Sơn, mấy lần đảo Lý Sơn vào chỗ trong nhà anh Hoàng chơi. Đây đội này ra đảo rồi. Cảm ơn 478 người đang xem nhá. Bùi Đức Vệ, máy nổ thịt. Vẫn nổ nhá, đúng thu thịt này. Êm. Anh Hoàng này anh mua anh hơi... Alo. Anh hơi giò mìn tí. Chào Việt Nam nhá, à, Văn Nam nhá, cắt tóc đẹp dài đấy anh, ok. Nguyễn Phương có gym Việt cũ không? Ok. Có gym Việt cũ Nguyễn Phương ơi. Công Nguyễn 9 triệu, ok. Đấy, Công Nguyễn đã giả 9 triệu rồi. Đây, máy thu thít này. Ông quay cho con cái xe đây. Ấy xe này, đây, máy vẫn thu thít này, êm. Như kiểu không nổ luôn. Rồi, ok, gãi rồi. Xe này, cái nhựa này nó kém này, xấu này, vỡ này này. Đấy, máy đây, máy vẫn đang nổ nhá. Nó đưa địa chỉ cho gỡ. Chứ mà đo đi đường nha. Đấy, xe đi 7 vạn cây, máy thu thịt vẫn nổ. Sợ quá, Future nhỉ, chất lượng này á. 29X34163. Đây, máy vẫn nổ, bô zin. Con này có một điểm yếu bên này vỡ này, vành trước hơi mọt tí này. Vành trước hơi mọt tí, xe dán ni lông nhá. Đây, đèn pha vẫn thu thịt, máy vẫn nổ. Không, xe nó chỉ không nổ nhỉ. Máy ngon thế nhỉ. Thôi anh Hoàng chốt đi. Bao nhiêu tiền thì em bán em? 10 triệu. 10 triệu bán được 9 triệu nha. Đây này, anh Nguyễn Quang Tiến cũng giả 9 triệu này. Anh... ưu tiên nha, anh xin trước. Đấy, anh cho biết đây này. Anh Công Nguyễn giả 9 triệu. Miễn có chi. Em chốt em trên này là anh em nó gửi phát tài khoản là xong luôn này. Ủa thì anh bây giờ cho tiền đây. Ok, tiền đây em muốn bán ưu tiên không anh Quảng Ngãi? Rồi, đăng ký cho anh. Chuẩn luôn không phải nghĩ. Ờ thì đây thì 9 triệu. Hoàng Tiên thì đừng hỏi đăng ký. Sao thì sang là sang. Thế nào sao? Thì 9 triệu. Thế đâu em ạ? Tiếc lắm, bán tiếc lắm rồi Future này.
Thôi anh Hoàng ơi, em bảo này, em bán này 9 triệu rưỡi. Đấy là nha. Em cứ bán cho ai đây, em bán, cứ bán cho ai em bán thì anh là 9 triệu thằng trai nữa thôi. Đấy, anh nói chỗ anh em thì biết rồi, anh nhanh mua cũng nhanh thôi chứ không chính chủ. Nhưng mà máy nó êm quá. Không chính chủ. Ôi ôi anh ơi, nó năm nay em nó sinh năm 2007. Khổ. Năm nay em nó mười mấy năm rồi. Cứ em cứ bán cho ai được thì bán. Anh giả hơn không? Không hơn thì anh em bán chốt chuyện này đi. Không em cho em không ra hơn em bán lên được một chiếc. Alo. Sếp kiên thẩm định con xe rồi, bà yên tâm quải nghĩ tuyết lạnh về đêm. Ở thế đây mà. Rẻ quá. Rẻ mà đồ nhữ là về mới thay hết rồi, văn cơ. Văn cơ. Mà không chính chủ nữa thì em cứ bán nhà em bán đi. Đấy. Chỗ anh em thì anh cũng mua em một cái xe rồi em biết rồi. Anh ok nha, em bán anh Hoàng con này. Rồi. Ok. Thôi mình bán con này nhá, mọi người cũng hết thông cảm anh Hoàng này, nể anh quá này, anh ấy tận Quảng Ngãi, Lý Sơn, Hoàng Sa, Trường Sa, đạp của Việt Nam. Ok, anh vào viết giấy đi. Ok, em alo. Em xin Minh nhá. Mình chốt con này 9 triệu anh Hoàng nhá. Đây, ông quay gần đây cho con. Cảm ơn 697 người đang xem. Đấy, định bán trên live, bán cho con này, bán anh em trên hội miền Nam này. Ông quay này, vẫn đang nổ máy này, bật gù này. Máy êm nhỉ. Ô xe cộ chất thế. Đấy nên nào vào viết giấy cho anh Hoàng cho anh. Thôi bán anh 9 triệu bán trên live anh em cho nó lộc lá. Quan trọng thì anh nhận không? Anh em mình lộc lá. Anh Hoàng này đội Quảng Ngãi này nhá, vào trong đấy còn đắt nữa. Như thôi bán ngoài Hà Nội cho nó tình cảm. Con xe này nó có cái rất là đặc biệt. Mới đi có hơn 1 vạn này nhá. Đấy. Quay 100 nhá, quay 100. Chạy 1.4 hôm quay cùng tôi cho con. Ui giời ơi, xe này. Xe này hôm qua mình tối qua mình mua của Honda Doanh Thu nhá. Anh em nhìn này, cái đôi gương vẫn nguyên. Đây máy nổ rồi đấy. Ui giời ơi, chất. Ông quay cùng máy. Quay 100 bản 2016 bản chót nhá, bản bỏ bản này bản bỏ đấy, không sản xuất nữa. Đây bô vòi nhá. Ui giời ơi, trắng nõn này. Đẹp không? Ôi máy nổ này, đầu bò trắng nó này, ông quay còn cái đầu bò quá. Do cờ dựng ngược quá. Ôi rồi, đấy. Ok. Đây, ông kẹp cho con. Đầu bò dựng ngược nhá. Xem tem dựng ngược. Đây ông xong rồi này. Đây tấm nan này, vành bánh này vàng chóe. Đấy mình sẽ like từng chiếc một cho anh em xem chiêm ngưỡng. Đây đầu bò đây, ông quay lại cho con đầu bò một lần nữa. Ui giời ơi, máy vẫn nổ đấy, mỡ vẫn nổ thình thình đấy. Ui giời ơi, đầu bò cho mới này. Đấy, đằng mặt pha này. Đây, cục máy này nếu mà ai mà biết là chất xe nhìn cái lốp bóng nó rơi sướng rồi. Xe đi có 1.4 vạn. Đấy, đã đếm tiền anh Hoàng, đấy ông quay con. Đây, đếm tiền anh Hoàng là 9 triệu nhá. Ok, cảm ơn anh, chúc anh về cũng kiếm thêm một chút nữa để phục vụ bà con trong miền Nam. Đội đảo Lý Sơn ấy, có công lắm ấy, các bác này Quảng Ngãi. Vâng nhá, anh ấy. Đấy anh trả tiền trước mà chưa viết giấy đấy. Em na nhận tiền cho anh nhá. Ok. Vâng, vâng, lấy đăng ký, ok. Bán anh Hoàng 9 triệu con đấy. Đấy máy con này vẫn nổ nhá. Biển 36 xe mình mua chính chủ luôn. Hôm qua mình mua của Honda Doanh Thu. Thật ra bên Honda Doanh Thu ở quận Cầu Giấy này ai cũng biết, bởi các bạn ấy là chuyên treo biển là đổi xe cũ lấy xe mới. Nhưng mà đội anh em cũng là sống cho mình. Này, trắng non. Có 1.4 vạn thì chưa thể hỏi tại sao. Dòng này phải chạy 12 vạn nó phải làm máy. Xe này nó có một cái điểm yếu nhá, là biển tỉnh này. Hai nữa là có xước sát nhá, xe này có xước sát, ông quay cho con. Đây có xước, xe này không gắn ni lông rất là tiếc. Đằng sau này đẹp nhưng đằng trước thì xước. Đây. Điểm yếu xước cái này phải đánh, có thể đánh xi hoặc có thể sơn, dán tem. Xe mình vừa về nhá, máy vẫn nổ. Ông quay cho con này. Con này mình mua hôm qua mình nhập nha, là cũng nó thật ra cũng không rẻ lắm. Mình mua con này là hôm qua là mình nhập con này là 14.500 nhá. Xe này mình cộng 1.5 triệu là 16 triệu nhá. Nếu ai mà quan tâm mà thích cái dòng xe Uy 100 máy 100 đời 2016 thì liên hệ cho mình nhá. 16 triệu trước này nhá, nói thật ra cũng xứng đáng đấy. 16 triệu đều quay là trước rồi, trắng non luôn, máy vẫn nổ từ nãy giờ nhá. Đây chìa khóa một đôi luôn. Đây một chiếc. Hai chiếc còn rất đẹp, chìa khóa theo xe. Đấy xe này thì các bạn đi 10 năm nữa không hỏng nhá. Vỏ yên này, sần yên sần luôn. 10 năm nữa không hỏng đâu. Trời ơi. Hôm qua đội mấy anh em điện mà có con này đẹp lắm anh ạ. Anh bảo ok lấy ngay thì mình có hệ thống sóng.
Cảm ơn 844 người đang xem nhá. Văn Nam có XC 135 đời 2010 trở xuống không? Văn Nam ơi, hiện tại dòng đấy chưa có nhá. Có mình sẽ lên sóng ngay. Nguyễn Anh Sơn, mấy tháng nữa em lên mới lên được mua một chiếc. Ok, Nguyễn Anh Sơn, Anh Sơn nhá. Em săn trượt con PCX thôi để sau vậy. Ok, cảm ơn. ABSX, ok. Bằng Xuân Mai, em chào anh Kiên nhé, bác chào bằng Xuân Mai nhá. Văn Nam X135 20 trở xuống. Văn Nam mình trả lời rồi. Bán hoàng uy tín đó bạn Dương Nguyễn. Quang Tấn Toàn 9 triệu mình cơ bản bạn ở xa. Anh ở gần ngay bên cạnh mình anh mua mất rồi. Sơn xấu. Quang Tấn. À đây. Ông anh này em phỏng vấn anh đi. Vâng ông anh giới thiệu với mọi người anh tên gì, ông gần đây cho con. Anh tên gì nhỉ? À, mình tên là Ngọ mà. Anh Ngọ. Vâng. Em cảm ơn anh Ngọ nhá. Anh Ngọ nãy đến lấy một chiếc SH mốt anh nhỉ. Vâng. Vâng. Bán cho anh SH mốt mà vẫn tư vấn anh nhỉ, không phải sang tên nhưng mà anh ấy mua cho cô em cháu cho cháu đây đúng không? Cháu đây. À, muốn là sang tên chính chủ để cẩn thận. Vâng. Đi Hải Dương là công an tỉnh Hải Dương là hơi bị khét đấy, khét nhất cả nước đấy. Hải Dương này đây xe đông lắm. Anh Ngọ trước ở đây đúng không? Anh trước người... mình ở đây, trước mình vâng. Ở đây. Vâng. Trước bác là gốc, bác là ở tại khu vực Chùa Hà nhá. Không phải gốc, mình chơi với bạn đấy rồi. Vâng, bạn. Nhưng anh ấy ở Chùa Hà mà. Nhưng đầu tiên nhìn anh nghĩ là anh là thợ ở đây nhưng mà hiện tại anh đang về Đồng Xuân rồi, đúng không? Đấy. Thì cũng anh Ngọ từ gốc ở đây cũng là cũng qua những cái like của em mà cũng là đến đi để mua cho em một chiếc SH mốt nhỉ. Mình vâng. Qua cái nhìn lên like bạn là mình đến mình mua thôi. Vâng. Mình tin tưởng vào doanh nghiệp của bạn. Vâng. Vâng em cảm ơn anh nhá. Vâng em cũng rất là cảm ơn anh. Anh cũng không mua qua cho anh mà anh mua cho cháu. Vâng vâng. Em cảm ơn anh ạ. Vâng vâng. Cảm ơn 691 mọi người đang xem nhá. Ok, em xin mic nhá. Ok vâng. Chắc anh đang ra cà chờ cà số làm mới thủ tục sang tên cho anh. Ok. 29 chính chủ á. Con này thì em xem rồi nhưng mà cái là giá thôi. Không, con này cũng là bình thường vỏ thì máy được chứ bình thường. Máy ngon. Bao tiền đấy? Dưới thường đang bảo 7,5 triệu. Ừ. Có ai thích một chiếc 7,5 triệu con này không nhỉ? Biển 20 này, con xe này mới đắt lắm nhưng rẻ. 2019. Đây để em cho vào mà mic em cài mic cho anh. Có okay. Ai thích thì để cho bạn ấy thích con này. Anh giao tắt rồi cho em. Rồi, đây là 29 này. Ừ. Chính chủ một chủ đi này. Con xe tên em nó là Lợi ích Palima hơn 50 là hàng liên của doanh. Của Đài Tech. Của Đia Tech. Thanh nhỏ xinh xinh thôi. Anh Cường báo em nhưng con này thua cái pha. Ông quay cho con cái pha này. Cái pha thì nó hơi đuối. Ừ, cái pha hơi đuối. Con xe này mình vì nó một cái điểm này mà mình cũng chưa được ưng ý lắm. Em ơi, mới xe xong rồi em tắt đi. Hai con này. Dòng Ditech này thì máy thì tốt, máy thì rất là đắt. Con này về kia. Ừ. Đấy, xe này máy được. Ôi anh ơi, ốc vặn tay này. Ôi ôi ông này. Dạ. Ôi ốc vặn tay. Con xe. À, bị trơn. Ôi xe đây là xe. Ốc lỏng này vẫn đi được tài thật đấy. Đó. Con này rẻ nhỉ? Rất là em thấy nó 7,5 triệu rẻ quá nhỉ? Đây là tôi cũng ok. Giá hợp lý cho học sinh thôi. Học sinh đúng không? Học sinh cấp 3. Thôi cái thống nhất em gửi anh 6 triệu. Đúng nhanh. Rồi, thế để em về bảo anh Cường. Ok được không? Ok, về bảo anh Cường đã. Nhá. Được thì có bán không? Mình là quyết định, mình là chủ tịch. Không, phải nói lại với này hỏi lại với hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị. Ok, có ai thích chiếc này không? Chắc là được đúng không? Chắc là 6 triệu nhá, có 6 triệu bạc thôi. Biển 20A06446. Con xe này là nãy mình xem rồi nhưng vì là cái pha nó hơi mờ một tí, mình cũng không ưng lắm. Ta lấy rồi, đặt cắt đấy thôi. Ok, cảm ơn 633 người đang xem nhá. Đây con Elan mốt của anh về. Đây bàn giao chiếc xe SH1 cho ông anh. Anh Ngọ. Việt Trần chào ô tô. Quyết Tiến chào giám đốc Kiên nhé. Ok, chào Việt Trần nhá. Phú Trọng anh bàn đặt. Phú Trọng ơi, nó xem cái thẩm định giá cả thôi, có những xe mình lỗ đấy. Mình Phú Trọng ạ, có xe mình mua về cũng lỗ đấy, lỗ rất nhiều.
nhưng cũng có xe thì được lãi một chút thôi. À, sơn xấu có Way Thái 100 đỏ nào không? Sơn xấu hiện tại Way Thái không có. Dương Nguyễn ok, Quang Tấn mình trả lời rồi, ok. Cảm ơn 660 người đang xem nhá. Đây mình xử lý một chiếc này. À, đây một chiếc SH này, một chiếc SH 2021. Xe này vừa mua lúc nãy xong nha, nói thật ra mua từ lúc 9 giờ. Đội ngũ anh em mua cũng báo cho mình. Đấy quay cho con, một chiếc biển 18 xe chính chủ nhá. 18B2 88742. Xe này là có mình like, có bạn Long cũng là người trực tiếp quay video trước này. Nhưng mà mình báo luôn là nên quay cho anh em cứ lúc mua thì hay hơn. Đây ly lông dán này, đây ông quay con đây. Bấy anh em đang bóc cho mình nhá, dắt ra đây. Xe dán kín ly lông ấy, máy vẫn đang nổ ấy. Đây này, đội này vừa mới bóc. Hiện tại đang bóc ly lông. Xe này thì đẹp chớm hết luôn, không chê gì. Đấy ông quay 0 km. Ông quay 0 km con 4.200 nhá. Mẹ ơi, mẹ bảo bạn kia cho nó. À rồi ok. Đến giờ đúng không? Xe này thì được cái là rất là chất, rất là ngon. Xe không lỗi đâu. Đấy mình vừa mua sáng nay. Xe đẹp luôn nhá. Xe này mình nhập là 83 triệu nhá. 150 ABS. Em mới qua đi. Hai bạn người nước ngoài đang đến mua xe, họp là người đang tiếp. 83 triệu nhá, mình bán chiếc này là 86 triệu nhá, cộng 3 triệu. Có ai thích thì lấy chiếc này. Xe này là 150 2021, lái 2021. Mới đi 4.000 cây tuần thứ. Tuần thứ 8, à tuần thứ 32 năm 2021. Đấy nhá. Thật ra ai mà mua xe mới thì đi mua chiếc này. Đấy xe đấy mộc của mình nhé. Ly lông đây nhá, vẫn bóc, vẫn dán này, hơi xước một tí ly lông ngoài thôi. À đây này. Anh nhìn vỏ nó cũng xấu. Dòng này anh hơi nhiều rồi. Hơi xước ngoài ly lông nhá, đấy bóc ra là mới. Xước một tí ly lông thôi. 86 triệu chiếc này nhá, ai thích thì nhập chiếc này. Biển 18B2 88742. Ok. Đấy máy vẫn nổ từ nãy giờ. Rồi. Bộ con Sirius này vừa về nhá. Đây ông ơi, ông quay ra này. Ông ơi, ông quay ra này. Ông đang này đúng không? 6,5 anh. 6,5. Tóm lại em giải anh 62. Đấy anh bảo đây, bảo 6,5 đó là tôi 62. Em bảo anh Cường đầu tiên, em bảo em không lấy mà. Thôi anh cứ bảo thôi, bán em 6,3 em mua anh con đấy. 6,3. Anh Cường ơi. Đấy chốt 6,3 anh dắt luôn đây, anh để luôn đây để em dắt đây để em bán em chốt luôn. Bán xe của anh dắt về bên kia rồi. À Hiệp vừa về con này đúng không? Đây em dắt ở đây cho anh. Hiệp vừa mua về xong. 6,3 con này nhá. Đây mẹ cố. Đây Hiệp vừa mua con này đi. Hiệp chào mọi người, để anh chốt con này. Ở đây Hiệp vừa mua về con này. Đây anh cài mic cho chú cho nó tít mù luôn. Rồi ok, Hiệp giới thiệu anh con này đi. Con này là lít đèn LED 2020. Ừ. Khóa 60 cây. Rồi. Hiệp vừa mua vừa về đấy nhá. Hàng vừa về. Ui mới thế nhỉ. Đẹp. Quá mới luôn. Đẹp thế, đi có 6.000 thì hỏi tại sao. Em bóp cái phanh bên kia. Đây, luôn luôn cái đồ này, đồ kèm theo của Hiệp này. À, giấy lăn vân tay này, à, giấy hợp đồng công chứng này, đây toàn bộ chữ ký các thứ đồ, đây mực in lăn vân tay đúng không? Vâng, được rồi, 6,3 nhá. Có phải đi ít thế nhỉ, sao xe cộ đi ít thế? 2020 em có nói chuyện đi. Đang đi ship xe kia đúng không? Hiệp bây giờ đang quá tải rồi, chưa đi ship. Em à, anh chỉ anh mua. Ừ rồi ok. 79 thần tài này, nhớ Hiệp mãi luôn. Giới thiệu. 2020 nha các bạn, nhớ. Máy vẫn đang nổ nhá. Cái biển này nhá. Biển thần tài đấy, 2020. Ừ. Bạn không tắt được đèn này, đèn LED. Thần tài to. Đấy, thần tài to luôn. Chạy ít. Anh dắt hẳn lui ra đây để giới thiệu cho tiếp. Cái dòng lít bây giờ các bạn lưu ý là nó đang ở Honda đang bị lên giá. Ừ, đang hot. Lít Vision và lít. Ba chồng. Ông quay đằng trước cho con. Ui mặt đằng trước xinh lắm. Bản nó là bản đây các bạn nhìn cái chiếc Platinum này, Edition này này.
Đấy là cái bản lít đắt nhất, nói chung là nó cạnh tranh với đèn sân. Đèn led. Bản không tắt được đèn là đèn led, bản đắt nhất rồi. Đây các cái trục các bạn nhìn được, lốp là còn zin hết nhé. Lốp sản xuất tuần 5. Máy vẫn đang nổ nhỉ? Đăng ký 2020. Đang nổ. Trời ơi. Đang nổ. Hơn con đỏ hôm nọ luôn, chất chất. Nó đẹp nhỉ? 2020 gáy luôn. Xe 2020. Xe này vừa mới về nhá, chưa có giá luôn đúng không? Anh báo luôn giá cho khách. Giá nếu mà các bạn xem live thì để các bạn giá thần tài to thì để các bạn thần tài nhỏ được. Ừ. Con này nó khách 39. 39 triệu. Giá là khách người nhà Quân. Đây anh ạ. 39 triệu con này. Lít 2020 nhá. Đèn led. Đèn led. Bản edition. Ôi, bớt rồi 500. 385 nhá. Bán rồi nhanh. Cơ chế thoáng. 6.000 cây nha anh em, 6.000 cây. Ok nhá. Tôi bán tóm lại bán nếu mà đắt rẻ bán luôn. Ừ. Quân hôm trước bán 87 rồi bớt 1 là 86 là bao sang tên. Xe nào? Lương Quân con SH này thì mình vẫn là SH ok 86 bao tên gì? Ok còn đấy. Okay. Còn lương của Quân nữa. Ok. Ở đây là Hòa bán hàng nhá, nhà mình chỉ có mấy người bán hàng thôi. Một bán hàng này, hai bán hàng này, bạn Huy thôi. Nhà mình có 3 người nhá, không ai khác đâu. 150. Xe độ rồi, đời 2014, màu đen. Mua năm mấy rồi? Xe gì? SH 150 2014, xe độ nhập rồi. Độ nhập 150 2014, xe độ đẹp không? Đẹp. Em cứ giả 54 55. Ấy à, như là. Ok, chốt anh em trên live cho con này nhá. Mấy anh em thợ thôi. Anh em thợ thôi lấy về. Rẻ đúng không? Thôi không sao. Anh em đây là Nhung nhá, chắc là có bạn hỏi con này đúng không? Con này mua 6.3 triệu. Ok. Mình mua này 6.3 triệu nhá. Cộng 1.5 triệu. Đấy. Xe biển 29A. 6.5 triệu nhá. Kỳ luôn. Nhưng mà một cái khuyết điểm là cái pha, nó là cái pha đằng sau nó ông quay cho con pha. Cái pha đằng trước thì gọi là nó không được trong. Nếu anh em ai mua thì lại, nếu thích thì thay cái pha. Đấy, dặn mua thay pha. Nhưng cái pha này gọi là nó hơi đục một tí, mình cảm giác nó không được đẹp. Đấy, nhưng còn toàn bộ đây xe dán ni lông rất đẹp nhá, màu đen. Xe dán ni lông mà chất lượng được. Xe ngon đấy. Đi anh em đi phố xá đi con này được. 1.3 triệu mà 63 mới là kia là 7.8 triệu con này nhá. Mình thấy giá rất hợp lý đấy. Mới ra này đăng ký 20 triệu mới mua được con xe này. Đấy. Ok, cảm ơn 729 người đang xem nhá. Đây mình bên cạnh đây là một chiếc xe Sirius cũng vừa mới mua xong, nó thật nóng sốt vô cùng này. Khách cũng vừa về được mấy phút thôi. Rất đơn giản con này. Sirius FE nhá, biển 29D 89625. Đây. Anh dắt luôn hai con xe này cho em cho gọn luôn. Cả con biển 18 dắt gọn. Đấy, con nào bán mình chốt, mình báo giá trên này nhé. Con này nó có một cái điểm yếu là mình cảm giác nó hơi tách tách nấm một tí nhá. Nói thật ra con xe này là đổi xe nên anh em phải cố mua thôi. Thì đúng xe này để mua thực tế là mình cũng không ấy. Nhưng mà giá rất hợp lý. Ông vòng xe cho con này được cái ưu điểm là vỏ rất đẹp, rất sang. Màu xanh sần rất đẹp nhá, vỏ rất sang. Đấy, nhìn vỏ rất đẹp nhá, máy vẫn nổ rồi đấy. Đây này, để mình ghé là đây có cái tiếng nấm hơi tách tách một tí. Đấy, hơi nhẹ nhẹ. Đấy. Nhưng mình nghĩ đây. Thôi hồi về hơi tách tách một tí thôi. Cái tiếng này thì nếu mà anh em ai muốn xử lý thì hết vào tầm khoảng 500-600. Nếu không có mình vẫn để chạy không sao cả. Tầm khoảng 1 năm nữa hay 6-7 tháng nữa mình làm. FI nhá, đời của nó là cũng cao rồi đấy, mà xe này cũng rẻ thôi, anh em bán rẻ thôi, bán hợp lý cho anh em để đi. Con này đời cao, con này phải đời 26-27 rồi đấy. 29D1 89625. Xe này mình bán ra cho anh em, ai lấy mình bán cho anh em 9 triệu nhá. 9 triệu chiếc này. Quá hợp lý luôn. Cũng chia sẻ với anh em là giá đấy là quá rẻ rồi. 9 triệu con này bởi vì mình đổi xe, mình tính mình mua hợp lý, mình bán hợp lý cho anh em chơi nhá. Anh em shipper các thứ rồi là giao hàng được cho công nhân đi, 9 triệu con này quá hợp lý về Hà Nội. Bạn biết xe này mới là 24 triệu mấy trăm cơ. Đấy, gọi là bán thanh lý. Xe này có một điểm yếu, nấm hơi tách tách một tí. Nấm hơi tách tách tí thôi, còn toàn bộ cơ mình kiểm tra rồi, cơ côn các thứ mọi cái rất là ok. Con xe này có khả năng giai đoạn, có một giai đoạn nào đấy
là chủ xe gọi là để đi hơi lâu, hơi muộn thay nhớt một tí. Đấy. Đây một chiếc Exciter này mình vừa mới về xong đây. Xe này vừa về. Đây mình bán những chiếc xe anh em là hot hit luôn. Xe này vừa mua lúc sáng, ok. Tạo máy mình bấm lên nhảy đây đâu mất rồi. Ok. Cảm ơn 688 người đang xem nhá. Đây, một chiếc biển 35 này, con thẻ rất hợp lý. Ồ, xe này giá về. Bây giờ mình bán mọc luôn nhá, chứ không bán cũng chưa dọn đâu, nhưng anh em nào mà con lâm đồng chính chủ đây. Hả? Con lâm đồng chính chủ đây. Rồi, tí vòng đây xem. Ông ra đem quay. Ai à, anh xem dòng gì ấy? À, à, chào các anh. Rồi, chào các anh nhá, anh đi cùng rồi. Rồi, chào anh em nhá. Anh đâu ấy? Anh em đâu ấy? Hải Dương à? Anh em Hải Dương à? Mình mua xe đi cùng với ông. À, cùng đội anh em đi, ok. Đấy, máy nó vẫn ổn từ đây giờ. Máy ngon nhá. Con này máy áp phết nhỉ. Hình thức thì con này nếu anh em ai thích thì về thay mấy cái đôi xi nhan này. Chủ xe nó thay theo kiểu cun cỡ này, một người lắm. Đây, nhìn trông nó thật ra mấy ông thanh niên này kiểu chơi kiểu cun cỡ này. Về mình toán phải đổ tiền là mình lắp à. Anh cứ tắt máy đi. Đỡ buồn. Đây. Những cảnh báo nha anh em thanh niên là hạn chế thay cái đuôi đủ đấy nhá. Nhiều lúc bán toàn bị trừ tiền. Về mình mua về mình toán phải lắp này. Đây. Xi nhan này cứ cun ca cun cỡ trông một người lắm. Đấy, nhiều lúc mình toàn trừ tiền hạn chế tháo mấy cái này thay mấy cái này nhá. Đấy, những anh em xe này, đây này, đây là X-Side này, nhìn. Lắp vào nhìn trông chả ra cái trò này. Này, mỗi lần mình mua về nhá, toàn phải thay mấy cái đồ này. Cứ vứt thay luôn. Đấy, vất vả. Đấy, mình toàn trừ tiền. Con này thì hiện tại là độ lốp to này, xích này. Exciter đời 2017. Biển 35B2, máy chất. Hình thức thì về cũng phải dọn qua tí. Đấy, cũng chia sẻ anh em là về phải dọn qua một tí. Ông quay đằng trước đi con. Con này đằng trước đẹp. Con này mới về đúng không? Đấy, ông vào đi con. Đấy, máy vẫn nổ đấy. Đấy. Được cái mặt đằng trước thì cũng gọi là nó hơi sầy. Đây, mặt đằng trước này thì chắc cũng bị xòe nhẹ đây. Sầy cái này phải sơn này. Sầy này, sơn này. Sầy. Xe này mình bán rất hợp lý nhá, mình bán có 19.500.000 thôi. Ai thích thì lấy con này được cái máy ngon. Đấy, hình thức bây giờ phải sơn mất này. Thật ra sơn này rẻ lắm, không đáng bao tiền. Con cứ 50.000 một miếng, rất đơn giản. Chả có quan trọng gì. Con này máy trắng phau luôn, máy đẹp luôn. Con này được cái sâu thẳm, con này máy. Độ đôi lốp mới nhá. 19.500.000 nhá, là bán mộc luôn. Bán anh em bán mộc, nó thật ra xe này mình nhập vào đấy là nhập vào 18 rồi. Cộng 1.500.000 con này. Nói thật ra mua con này 18 triệu chỉ có mình mới mua được thôi. Chứ là sự ra những anh em mà gặp chủ xe thì phải hai mấy. Ôi. Ai mua đặt cọc con này nhá, nếu anh em thanh niên ai mua đặt cọc con này rất hợp lý. Rồi anh Đức rồi nhờ, anh Đức đâu ra đây nè. Em cho tắt con này cho anh. 19 triệu đấy. Đây, bây giờ đang mua con này nhá. Ok. À. Bao tiền? 21 triệu 500. Em mấy chưa? Ui giời. Bao nhiêu? 21 triệu 500. Con này bán 21 rồi, 19 triệu con này 21 rưỡi. Con này nó đẹp. Ôi nó đẹp. Chính chủ đấy. Thế thôi không ăn được rồi. Con này độ vành bụng cái thứ này ăn được rồi. Đây cho nó lên xong bán cho kia được. Thôi chịu chết. Đây con này mà độ kiểu này là nếu tôi. Đây này ông nào độ kiểu này là khó chơi. Thanh niên hạn chế độ kiểu này nhá. Về toàn vứt đi thôi. Thảo hết kìa. Ôi con này chịu rồi, đuôi 49, biển 49 này không chịu chết này. Chịu. Đấy con này em bán có 19 rưỡi. Đúng rồi. Ôi, ông cầm mic cho bạn. Đây ông nhá, ông cầm mic cho. Ok. Con này khó. Khó rồi, khó. Đấy các bạn thấy một con. Con này em bán nó cách 19 rưỡi, con này 21 mấy thì chết. Con này vứt 17 triệu. Đúng mẹ, được cái chơi. Được rồi. Anh sang bảo nó. Rồi. Đấy cao quá. Để nguyên con này anh chưa sóng xong, đây mang con này đi. Em phải nghe rõ. Ông Đức này. Thôi rồi em để cho anh bán luôn. Xong cái này. Con nào anh like xong em mới dắt nhá. Bạn này bạn chuyên thích dắt xe. Nghề của bạn nghề dắt xe. Ok. Đấy em dắt con này đi. Nhưng con anh like rồi em dắt em dọn đi. Để cho anh em nó đỡ tắt được.
Đây vừa về một chiếc này nhá, Exciter bản 2014. Cảm ơn 760 nghìn nhá. Ông đứng bên này, ông đứng đằng này, ông đứng bên này, ông quay lại cho con. Con này bản 2014. Con này mua nhập bao nhiêu nhỉ, để na báo giá luôn nha nhé. Ấy thiệp vừa giao xe con này vừa về nhá. Đấy, xa xa kia là bạn Hợp nói tiếng nước ngoài, các bạn ấy nói tiếng nước ngoài đấy. Đang bán cho hai vợ chồng người nước ngoài. Hợp ơi, bạn người nước nào ấy? Nhật à, Nhật Bản à? Japanese. Không muốn lên like đúng không? Đấy, bởi vì người nước ngoài họ cũng không thích lên, nhiều người nước ngoài họ cũng không thích lên like. Người Hàn ấy, mình thấy người Hàn họ cũng không thích lên like đâu. Cảm ơn 742 người đang xem nhá. Con này máy được ấy. Em báo giá cho anh như này em ơi. Ok, Thiệp đây, anh Thiệp báo luôn đi. Qua giám đốc mệt nên mình ở ngoài này là mình mua luôn chính chủ. Máy vẫn nổ. 2014 dán nylon cả xe. Lốp trước còn. Đấy, chi tiết này thì các bạn nên lưu ý là xe zin mộc, chắc để cho các bạn giá là 18 năm. 24. 18 triệu năm trong con này đúng không? Đúng không? 2014 máy ngon. Con này máy ác phết nhỉ. Máy dán nylon. Không có lỗi gì luôn nhỉ. Mà cái màu xám này nó lại màu đặc trưng của 2014 luôn các bạn. Chỉ có 2014 nó mới tặng màu này luôn. Rồi. Đấy. Những người nào đã chơi Exciter người ta sẽ rất là biết cái dòng Exciter đời này. 150 người ta không thích, form trước thì không thích, mà lại đặc trưng là cái 2014 dán nylon chính chủ luôn các bạn nhé. Một đời chủ đi, lốp chưa thay. Ác nhỉ. 29T1 39275 Bỉ Hà Nội nhá, xe này thì chất lượng rồi, đảm bảo. Được. Anh bán 18 năm đúng không? 18 năm. Ôi, em đại diện này, em giải quyết bán con này 18 triệu nhá. Ok. Ai thích con này bán cho 18 triệu nhá. Xe đi 4.2, đúng 4.2 luôn. Ok. Thế con gái này ấy à, con gái này đi con gái đi kiểu gì à? Gái kiểu gì à? Ở đây. Đây. Ờ, con gái chào mà. Ờ, con chào các cô, các bác, các chú ạ. Rồi, ok. Hôm nay là Huệ đây mới thi xong đúng không? Đúng ạ. Thế con gái cao hơn bố này. Úi giời ơi, con đứng ở trên, bố đứng ở dưới. Thế Huệ xem có thể báo giá cho bố, đọc biển số cho bố nhá. Đây là mình chuẩn bị lại giới thiệu một số xe tiếp theo nhá. Mẹ tắt cho con cái quạt đấy. Một chiếc xe LED này. Đây là một LED này, LED 2010 này. Một LED 2020 này. LED này, 2019 này. X-Side này. Xa kia là một chiếc SH bản 2019 này. Noza này, LED Thái, rẻ tiền đấy nhá. Huệ đọc cái bố xe này đi để bố chốt con này. Đây là Noza 39D215447 ạ. 39D215447, ok. 59D215447. Mình báo giá luôn con này. Con này đời của nó đời 20 con đời này đời 2016 nhá. Máy ngon, xe được. Xe đi 1.3 máy chất đấy, máy vẫn nổ đấy. Con này có máy ngon, con này cũng có điểm yếu là cái pha này nó hơi sứt một tí này. Nếu mà mua chắc là mình phải dọn, mình về mình phải thay mấy cái kính pha, xe hàng mộc nhá. Nếu xe này anh em bán hôm qua mình nhập con này là bố nhập con này là 10 con rẻ thôi, có 19 triệu. Con này cộng 1.5 triệu nhá. Là 20.500.000. Đấy, 20.500.000 cái xe này về phải sử dụng cái pha là giá mộc nhá. Các anh em ai thích mua thì dọn sử dụng cái pha này. 20.500.000 đúng không? Ừ, 20.500.000. Noza 15447 20.500.000 ạ. À. Đây một con LED Thái này, để rất ui số ai thích một con LED Thái này. Có một bạn hôm trước ở Bắc Ninh này đã thích một con LED Thái này, ông quay con LED Thái này. Ui số ôi, giá rất là yêu thương rẻ. LED Thái đời đầu nhá chứ cơ. Đấy, cũng ông báo đấy. Huệ đọc cho bố biển số đi. Đây là Everest 59D127419 ạ. Đấy, đó, nhìn đẹp lắm, ông quay toàn cảnh trên xe cho bạn. Úi giời ơi. Quay toàn cảnh. Đấy, máy nổ. Giời ơi, LED Thái nhá. LED Thái. Đấy. LED đầy đầu nhá, ông quay bên này cho bạn một vòng cho bạn. Ai thích con này cọc ngay nhá, con này rất nhiều anh em chọn đấy. Rất nhiều anh em chọn, đây ông quay cái đằng mặt cho con, đằng trên mặt đấy.
Everlade 59D127319. Xe này không đứng lên này. Xe này mình bán ra rất hợp lý nhá, bán anh em trên này nhá, bán trên line. Lết Thái đời đầu nhá. Giấy tờ nghiêm chỉnh đầy đủ. Mình bán trên line con này có 12 triệu thôi nhá. Máy vẫn nổ đấy, nổ suốt đấy giờ. Ôi ngon lắm con xe này và rất nhiều anh em chọn chọn. Nếu ai mà thích con này thì nên lấy con này. Có 12 triệu chiếc này thôi. Quá rẻ cho một cuộc tình. Ôi giời ơi, ngon lắm nhá. Ngon. 12 triệu lết Thái đi sang lắm, con này đi thì oách lắm. Trời ơi nhìn này. Đúng như kiểu là xe 50 triệu, thích chưa? Ok. Xong rồi để dắt. Huệ đọc cái bố con biển 66 này đây, có một con xe. Đây là 66V1. Everlade biển 66, con xe này là. Ừ. Everlade 66V11 19853. Ok, con xe này là 125 nhá. 125/2013. Máy ngon, mình kiểm tra rồi. Máy vẫn nổ đấy, con đứng đằng này nó mùi xăng. Xe này đấy, máy vẫn tút thít êm ái. Xe này thì không vấn đề gì, con xe này nếu mà ấy thì phải dọn qua một tí. Giá hợp lý rồi nhá. Giá mình để cái xe này là để cho anh em ai mua trên này lấy để cho 20 triệu. 20 triệu một con lết. Biển số, con đọc biển số đi. 66V11 19835. Ok. Đấy có một con, còn một chiếc. Mẹ bảo Đức dắt dọn xe được không? Đây. Ok, nói lượn đâu mất rồi. Đây một con xe lết này, còn một con lết đời 2010 nhá. Xe này cũng vừa mới về nhá, lết 2010. Đây là những chiếc xe mà mỗi một video của mình là một chiếc xe mới là sao? Đây là 29L148301 ạ. Ông quay một vòng cho con. Ủa? Sao con này lại không... À cái này nó quẹt ở đâu? À đây. Con này máy chấm hết luôn. Đấy 2010. Nẹp mạ nhá. Bành 6 nan đẳng cấp luôn. Dành cho các anh em dân chơi. Xe hàng mộc nhá, xe chưa qua xử lý đâu. Ông em. Ông em đã dừng. Đấy ông em cũng thích, cũng đam mê xe đâu. Thôi thật ra con xe này nó có một cái đặc biệt là hôm qua là mấy anh em mãi mua được. Cứ người bảo mua bảo giá cao, người mua giá thấp, tôi gặp mình là thôi mút luôn. Xong béo luôn. 6 nan nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Bản 6 nan là bản cao cấp nhất. Xe này xe cao cấp nhất. Đấy xe này thì nó hơi sứt một tí chỗ này này. Cái mạ nó hơi sứt tí, về bây giờ mình thay. Rất là rẻ, không đáng bao nhiêu cả. Chỗ này có 60-70 nghìn thôi. Pha đánh bóng qua tí. Đấy. Con này được cái ưu điểm là máy chất. Con này máy nguyên luôn, chất cực kỳ luôn. Mình nhìn phát mình mua luôn. Máy căng. Mở giá rất hợp lý cho anh em. Trên này 20 triệu nhé. Con này bán 20 triệu. Bán xe mộc nhé. Còn anh em có nhu cầu làm đẹp thì bên này mình sẽ cho thay cái này. Đánh bóng pha, dọn lại toàn bộ, lên hình một con xe rất đẹp. Đấy vỏ yên vẫn zin nhưng gọi là hơi dạn dạn một tí thôi. 20 triệu một chiếc này nhé. Thật ra mình bán giá cũng hợp lý cho anh em trên này đấy, trên hội đấy. Tiếp theo mấy con này. Ok, đây rồi. Cảm ơn 695 người đang xem nhá. Con tắt được cái quạt đấy. Tắt quạt nó gió. Ok, một chiếc Everlade hôm qua của một bạn ở tận một bạn ở tận Hà Giang Xí Mần. Huệ đọc cho bố đi. Đây là xe Everlade 23B1 63853. Một bạn chắc có thể bạn chủ xe, bạn vẫn đang xem live trên live của anh. Bạn ấy xe chính chủ tên bạn ấy. Bạn ấy cũng đọc báo nghe đài. Bạn lên bán bán. Chiếc này là đời 2020 nhé. Xe này của bạn cũng rất đẹp. Ông quay vòng một vòng cho con xe. Xe đi 6.000 cây này. Đây này. Đúng 6.000 km này. Đấy, biển Hà Giang. Giá cũng hợp lý. Đã mới về. Đẹp không? Đấy. Xe Everlade 2
23B163853. Ok. 52. Ok. Con này hôm qua mình nhập của em nó là 32 triệu 500. Con này mình cộng 2 triệu nhá, 34 triệu 500 con này. Đây này, dòng led là đắt lắm, bây giờ dòng led này thì quá quý rồi. Nhưng thật sự xe không lỗi gì, con xe này có một điểm yếu là một cái tay phanh bên trái bị gãy. Đây này, điểm yếu tay phanh bên trái bị gãy, còn xe dán được cái dán hết đi lông luôn. Mình thấy nó chẳng có gì cả. Có mỗi cái điểm yếu là tay phanh bên trái hiện tại đang vỡ, đây ông quay cho con. Xe vẫn dán kín đi lông nhá. Xe này bóc ra như mới, đôi gương còn nguyên. Đây, điểm yếu, tay phanh bị gãy. Chắc có thể đổ vào đâu thôi, nhưng toàn bộ bên này không bị xước. Mình kiểm tra rồi, không xước. Đây, một tí xày một tí chỗ này thôi. Xày một nốt nhỏ bằng ngón tay thôi, không đáng kể. Và toàn bộ gióng này không vấn đề gì. Đấy. À, con này cũng bị xòe một tí rồi. Đây, con này bị vẹt một tí. Có nghĩa bạn này bị đổ một lần. Đổ thôi nhưng không bị đâm nhá. Đấy, ok. Đây, một chiếc tiếp theo này. Lít 2019, đẳng cấp luôn. Hợp ơi, giúp anh con đấy đi. Ở giữa đường mất rồi. Vậy đâu? Tập trung. Đây là xe Lít 29E234465. Con này thông số mới được có 4.618 cây nhá. Ôi 4.000. Ông quay gần đây con. Xe Lít 29E234465. Ôi nó đẹp làm sao, đẹp làm sao. Đây ông quay trước cả trước sao. Máy nổ. Êm không con gái? Được, máy này. Ôi dồi ôi, thút thít rồi. Mẹ này đang đi con xe của bố. Bố để bố đi con xe Elite học. Ôi máy ngon nhỉ, con gái nhỉ. Đúng rồi ạ. Giời ơi. Rất ngon ạ. Siêu ngon luôn. Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Như siêu mới tinh nhỉ, đẹp. Điểm vàng đây này, không tôi mét này. 4.600 cây, đừng hỏi tại sao. Đấy. Xe Lít 29E234465. Đấy. Con xe này là hôm qua mình vừa mới nhập nhá. Xe này mình nhập, nếu có bạn có bạn chủ xe sẽ xem chiếc này. Mình nhập chiếc này là bản 2017. Xe này mình vì nó quá mới mình cũng thích mua. Mình đã nhập 32 triệu rồi nhá. Mình cộng 1 triệu rưỡi là 33 triệu 500. Nếu ai quan tâm thì lấy chiếc này. Xe chính chủ luôn nhá. Có thể bạn chính chủ bạn vẫn đang xem video này. Hai chìa khóa. Quá chất luôn. Con gái nhỉ. Vậy này đang học ở trường Yên Hội Yên Hòa đấy. Đấy hôm nay là nghỉ học. Xe này ngon. Vậy mới thi đúng không? Qua vừa rồi thì áp lực kinh khủng luôn nữa. Đúng, con kể là con rất chi là áp lực. Đây, học mấy trường Cầu Giấy kinh lắm, điểm toán điểm cao. Điểm Yên Hòa, trường Yên Hòa còn 8,25 điểm, kinh khủng luôn. Điểm trung bình 8,25 thì các bạn biết là quá khó luôn. Đây là xe Exciter 98B311935. Ok, Bùi Văn Hạnh mà qua xem mấy cái clip của anh mà mua xe mà đến tận 2 giờ sáng. Cảm ơn Bùi Văn Hạnh nhá, phải nói là phải nói anh em cũng được mến mộ. Cảm ơn mọi người đã bỏ công bỏ sức ra xem nhá, cái đấy nó là một câu chuyện giải trí, nó sự đam mê. Ok. Cảm ơn Bùi Văn Hạnh nhá. Thật sự ra mình cũng chính vì thế mình cũng có động lực để cho mình tiếp tục ra clip. Nói thật hôm qua mình cũng ốm sốt luôn vì clip ấy. Thế hôm qua mình mới nghỉ, không có hôm qua cũng nhớ lắm, muốn lên. Qua sốt nay khỏe rồi, ngủ một đêm khỏe luôn. Dương Kim, ship Bình Phước, Đồng Xoài không bác Kiên. Anh Kiên, Kim Cương ơi, có bạn ơi. Tường Trần toàn xe đẹp. À, Hoàng Mạnh Quang, thút thít quá chủ tịch, ok, cảm ơn Hoàng Mạnh Quang. Tường Trần chốt luôn. Ok Tường Trần, bạn chốt con nào, bạn ghi số điện thoại và ghi biển số nhá. Ghi biển số, xe gì biển số. Máy đã bóc cho anh Đinh Vua Đinh, Đinh Trường Minh Dinh. Máy bóc cho anh. Xe gì bạn Đinh Trường Minh Dinh ơi. Đinh Trường Minh Dinh ơi. Bố sẽ chào hỏi mọi người, con chào hỏi mọi người chứ. Nhưng mà bên này của con không có comment. Có comment nhá. Không có comment. Ok.
Thế vào bác Quỳnh bảo máy đổi máy mẹ đi. Kháng đây đưa 40. Bạn Đinh Trường Minh ơi, xe đấy bạn xe gì nhá, bạn ấy cho mình. Kháng bạn Kháng X 150 đi anh, X 150 đây, ok con này lát nữa mình ấy. Cường anh Cường ra và có future mùa 2020 không shop. Anh Cường Giao ơi, có future 2022 thôi. Đây. Em à? Có con ABFI không bác? Có ABFI đấy, mình vừa giới thiệu rồi bạn Vũ Quốc Việt ơi. Huy Nguyễn con này giá sao? Huy Nguyễn ơi, cho bạn nhắc lại xe gì nhỉ? Nguyễn Cường có con 82 hay xe 6 nào không? 82 mình chỉ có Nguyễn Cường chỉ có xe liên doanh thôi. Không có xe ấy đâu. Đây Bùi Văn Hạnh, em mới lấy con SH. Bùi Văn Hạnh, em mới lấy con SH 125 bên anh mà. Ok, cảm ơn Bùi Văn Hạnh nhá. ok. Bạn Hạnh hỏi thế rồi mà vẫn mua rồi mà vẫn lại tiếp tục mua tiếp. À vẫn tiếp tục muốn xem à? Ok. Con có mấy chưa? Bố trả lời hết rồi. Cảm ơn bố. Ok, cái xe này con đọc biển số cho bố đi. Đây là xe Exciter 98B311935. 119 35 ạ. À cụ sinh năm biển nào năm sinh ấy, 1935. Cụ nào sinh năm 1935 rồi lên đây để làm con Exciter để đi. Cụ sinh 1935. Cụ nào làm Exciter để đúng biển năm sinh này chơi thì được hợp lý đấy. Tiếp nữa nhỉ, biển 1935 mẹ cụ con 82 ngon quá. Cụ nó Exciter này làm gì, cụ nào mà đi được Exciter. Cụ tầm này là cụ xưa nay hiếm luôn. Con này nó có điểm yếu là lắp bô độ nhá, biển 98 XI 150 lắp bô độ. Con này chưa có giá đâu, con này chắc là bố phải xem lại kiểm tra lại giá. Đây là con này phải kiểm tra mèo mất rồi. Ông quay cho con toàn bộ xe này cho con. Máy ngon lắm, máy nổ nhá. Con này bô nổ đến mic của mình còn cháy cả mic luôn này. Đấy, mic của mình các bạn không cảm nhận được cái tiếng mic này đâu. Máy chất kìa. Trời ơi, chơi xuống đi. Máy chất. Máy đồ đẹp, nếu mà nói con này đẹp hơn con bên kia. Máy căng luôn. 98 biển 98, một xe dân chơi bạn bán. Đây sai. Xe gì? Exciter 11935 ạ. Không có giá trong này luôn. Chưa có giá trong này. 29B98B3, chưa có giá trong này luôn. Con này chưa có giá trong này luôn. Chưa có giá trong mèo. Con vào con hỏi cho bố trong kia là xe này mua nhập bao nhiêu để báo bố. Thôi con cứ cầm mic nhá. Đấy mọi người, vào chỗ này mình giới thiệu một con xe trong này nữa. Con biển 29B155353 này là lúc nãy là mình định like con này, nhưng mà hôm qua mình có like mấy cái video clip, nhưng có bạn đã đặt cọc rồi nhá. Cảm ơn một bạn đã đặt cọc con chiếc xe này nhá. Đây con xe biển đuôi 53 mua của Dũng này. Đẹp lắm, bạn đã đặt cọc mất của mình rồi. Mình định like. Vừa đặt cọc trước khi like nhé. Con xe biển 36 này, con này được này. Đây vừa về này, biển đời 2019 125. Đây quay vào toàn cảnh cho con. SH ai thích không? Con này rút hồ sơ thoải mái nhé, xe chính chủ luôn. B7 15505. Con này mình bán